Chào thân thể các bác. Sản phẩm hôm nay mà shop tiếp tục giới thiệu cho các bác đó là một chiếc loa bẫy chim, loa bẫy gà rừng hay là loa màu mồi cua gáy. Và với cái thương hiệu khá là nổi tiếng thì đây là một cái dòng loa mà được các bác rất ưa chuộng. Đó là cái dòng loa AT101 của công ty Music Chi B. Các bác nhìn thấy đây. Từ bên ngoài thì các bác có thể quan sát ngay thấy đây là một cái dòng loa được bọc trong một cái hộp màu vàng. Đấy, khá là khác biệt so với những cái dòng loa cao cấp khác như Q92 và Q93. Rất dễ nhận biết nha các bác nhé. Các bác có thể nhận biết cái dòng loa AT này bằng cái cách nhìn từ bên ngoài. Nó được bọc trong cái vỏ hộp màu vàng và có in hình ô tô như thế này. Và bên trong thì cái cách mà các bác phân biệt và cái cách các bác chọn loa AT100 này cũng khá là đặc biệt. Đây là bên trong của cái hộp loa AT101 này. Đây là một cái dòng loa pin bền nhất. Chưa có một cái địch thủ nào mà qua nổi được cái dòng loa AT101 này cả. Đây các bác nhìn nhé. Trên thân của loa là người ta cũng sẽ ghi là AT101 để chụp battery này 4000 mAh. Đấy, các bác nhìn thấy. Có nghĩa là cái dòng pin này nó gấp 2 lần. Đấy, gấp 2 lần pin lên nhé các bác nhé. Sử dụng các bác có thể sử dụng đến 24 tiếng dùng liên tục mà không hết pin. Rất phù hợp cho các bác đi đánh xa nhà hoặc là các bác đi rừng. Đấy, đây là cái dòng loa khá là nổi tiếng. Với cái công suất của nó tương đương với cái dòng loa Q92. Đấy các bác nhé. Các bác để ý kỹ này, cái dòng loa Q92 cái công suất của nó là 180, thì đây là cái công suất của cái loa AT101 đây. Công suất của nó cũng 180. Đấy, bằng cái công suất của loa Q92 mà pin lại bền gấp đôi, hơn cả gấp đôi của loa Q92 nhé. Đấy, giá tiền thì bằng nhau. Đấy, các bác nên thêm sự lựa chọn. Đây là một cái dòng loa rất là ok, các bác mua khá là nhiều. Đã sau một thời gian vắng bóng thì nay em nó đã được sản xuất trở lại. Và các bác nào mà ưa chuộng cái dòng loa này thì các bác nhanh tay gọi điện đến cái đầu số điện thoại 0396084453. Đó là cái số điện thoại mà shop trực tiếp là shop cầm đi, còn có rất nhiều số điện thoại bên shop, nhân viên tư vấn của shop sẽ gọi điện cho các bác. Hoặc các bác có thể Zalo, Facebook bằng cái số điện thoại mà shop sẽ ghi vào phần tiêu đề. Thì các bác có thể nhìn hình ảnh thực tế hoặc là tư vấn kỹ hơn về cái dòng loa AT này nếu như các bác nào có một chút thắc mắc. Đấy, loa này thì nó cũng kèm theo cái phụ kiện đi kèm, đó là cái điều khiển này. Điều khiển này thì được dùng bằng cái pin 5C, pin điện thoại Nokia nha các bác nhé. Rất tiện, các bác có thể sạc vào. Đấy, sạc vào và sử dụng rất lâu thì mới phải sạc tiếp, chứ không phải là thay hẳn cái quả pin này như những cái dòng loa trung bình khác. Đấy, và một cái điều đặc biệt cái dòng loa AT101 này, cái sạc của nó thì được cái là cái củ nó rời. Đấy, và cái nguồn điện sạc của nó chỉ có là DC 5V thôi. Củ sạc rời như này rất tiện khi các bác sạc điều khiển này. Các bác có thể sạc loa bằng cùng một cái ổ như này mà không phải mượn cái củ sạc của cái dòng điện thoại nào cả. Đấy, như thế này là các bác cắm vào các bác sạc thôi. Rất đơn giản nha các bác nhé. Cái nguồn điện thì lại rất thấp, không bị tốn pin. Và cái dòng loa này thì nó cũng có một cái chức năng cải tiến nữa, đó là khi các bác sạc pin nó sẽ báo đèn hiệu ở đây. Khi các bác cắm vào thì đèn nó sẽ nhấp nháy màu đỏ, và khi nào mà pin đầy, ba cái nút màu đỏ này nó đầy lên, nó sáng hết lên thì cái đèn này nó sẽ chuyển sang màu xanh. Có nghĩa là nó sẽ tự ngắt cái hệ thống power điện của ba cái nút này để tránh cái tình trạng phòng pin rất tốt nhé các bác nhé. Đấy, khi các bác sạc từ tối, các bác có thể đi ngủ đến tận sáng hôm sau, các bác vẫn có thể cắm thế mà không lo bị hư hại gì cái pin bên trong cả, bởi vì nó có cái chế độ tự ngắt đây rồi. Và ba cái nút đèn đỏ này cũng báo hiệu cho ba cái mức pin của cái dòng loa này. Đấy, L đó là mức pin thấp nhất, M đó là mức pin trung bình, và H đó là mức pin cao nhất. Đây là ba chữ cái tiếng Anh mà cái dòng loa người ta ký hiệu. Đấy, và thêm một cái chút cải tiến nữa, đó là cái dòng loa AT này so với dòng loa AT năm 2018 thì nó đã được thay đổi bằng một chút chữ ghi ký hiệu bên trên này. Năm 2018 thì hầu như chữ nó là đều bằng tiếng Trung hết. Thế nhưng mà sang 2019 này thì đã được cải tiến bằng tiếng Anh. Đấy, sử dụng dễ hơn rất là nhiều đối với các bác nào mà chưa sử dụng bao giờ. Đấy, vỏ của cái dòng loa này thì được làm bằng hợp kim nhôm rất chắc chắn. Cái công suất thì khá là cao. Nếu mà tính so với tương đương với cái dòng công suất của loa Q92 thì đây là một cái lựa chọn rất tuyệt vời nếu mà các bác muốn tìm hiểu và muốn đặt cho mình một cái dòng loa bẫy nhé. Đấy, liên hệ đặt hàng thì các bác alo trực tiếp từ cái đầu số điện thoại đó. Hoặc là nếu mà các bác quan tâm nhiều hơn về cái dòng loa này
Các bác có thể ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải màn hình để tiếp tục cập nhật những video mới nhất mà shop test thử về cái dòng loa AT này, cả về chân, về cái âm thanh, cái chất lượng âm thanh này, về cái độ bắt xa của cái điều khiển thì shop sẽ test thử cho các bác trong clip sắp tới. Để mong rằng các bác sẽ ủng hộ shop bằng cách là xem video hay, các bác sẽ ấn like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.